cầu nữa, không nuôi cầu bẻ nữa mà nuôi cầu bệt anh em ạ. Ok anh em, lên nào, cầu này thắng rồi. Tại sao thắng thì nhìn thấy không nhấp nháy ra là thắng rồi anh em ạ. Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game iWin anh em nhé. Mình là Hưng anh em ạ, chúc anh em thắng lớn anh em ơi. Số tiền của mình đang có hiện tại là 4.175.000, thì mình sẽ chơi tài xỉu anh em nhé. Rồi ok, để xem nó dãy cầu này có bệt tới xỉu không nào. 213. À rồi ok, dãy cầu này à. Thế thì mình sẽ nuôi tiếp 3 con tài anh em nhé. Mình thì mình sẽ nuôi tiếp 3 con tài. Đó, mình sẽ đi nhẹ nhàng 500k đã. Đúng đùng đà đùng đỉnh thôi anh em ạ, đi đùng đà đùng đỉnh thôi. Một cầu về tài rồi, bây giờ còn hai cầu ở bên tài nữa. Nuôi xem cầu này có về ba tài không anh em ơi. Rồi. Nào, coi nào. Tổng kết lên. Rồi ok, một cầu tài ra rồi anh em ạ. Một cầu tài, còn một cầu nữa anh em ạ. Một cầu nữa anh em ạ. Đây này. Còn ba cầu tài này. Đây là hai cầu, mà cầu này cũng khả năng là về 1 2 3. Tại sao tay này không đi nhỉ? Tại sao tay này không đi lên một tí nữa anh em nhỉ? Đó. Tay này không đi thêm một tí nữa nhỉ. Nếu mà cầu này không về 1 2 3 thì nó sẽ ra cầu là 211. 211 à đâu? 221 thì tỷ lệ nó sẽ ra 222. Đó. Rồi nhẹ nào. Ok, cầu này thì nó ra bên xỉu đúng không anh em? Ra bên xỉu rồi, nó ra bên xỉu rồi. Từ tự nhiên lại 4 xỉu nhỉ? 4 xỉu có lên nối tiếp lên không nhỉ? 4 xỉu ra 9 xỉu. 4 xỉu ra 9 xỉu. Hay là 4 xỉu ra nhảy ra 13 tài. Thôi, đã vậy thì xỉu. Không có 13 tài đâu anh em nhé. Không có 13 tài. Lên nào, không có 13 đâu. Ok anh em. Cảm giác mà không nhảy 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 20k là biết là mình thắng rồi anh em ạ. À, chơi chắc cốp thì cứ thích việc thôi. Đấy, ra 9 xỉu anh em ạ. À, rồi ok, 9 xỉu à, khả năng bệt tay này 500k ở bên xỉu, 900k ở bên xỉu đi anh em ạ. À, bệt đi, có khi lại ra tầm là 10 xỉu sao, 10 xỉu sao. Tiếp tục anh em nhé, 910k. Ok anh em. Rồi tài này không ra anh em ạ, nó lại ra 13 điểm tài. 9 ra 13, 13 nhảy về 8. À, 9 ra 13, 13 nhảy về 8. Thì nó giống như cái kiểu kia giờ cái cầu nó không ra này. 1, 2, 2 này, thì bây giờ lại 2, 2, 1 này. Rồi ok, cầu này thì nhẹ nhàng tình cảm thôi. Làm ngay quả 3M anh em ạ, không được gì phải ngại cả. Cầu này nuôi xỉu là hợp lý anh em ạ. Nào, có về khoảng tầm là 8 xỉu không nào? Không được anh em ạ, nó lại bệt tiếp 13 ra 14. À, 13 ra 14. Thế mới đắng lòng cho anh em. Cầu 22 liên tục anh em nhá. Cay nhờ, cay nhờ, cay nhờ. Lần này thì mình sẽ không bao giờ mình bệt và xỉu anh em ạ, mình bệt vào tài. Mình sẽ không nuôi cái cầu nữa. Không nuôi cầu bẻ nữa mà nuôi cầu bệt anh em ạ. Ok anh em. Lên nào, cầu này thắng rồi. Tại sao thắng thì nhìn thấy không nhấp nháy ra là thắng anh em ạ. Cầu này chắc chắn thôi anh em nhé. Mình tay này nhá. Tay này rất nhiều anh em sẽ tay này rất nhiều anh em sẽ vào từ từ ạ. Bằng phiêu 13 14 13. Không, cầu này thì mình vẫn bệt. Mình vẫn bệt ở bên tài. Khó lắm. Biết là cầu tam giác rồi nhưng mà khó lắm anh em ạ. Lên nào. Kết thúc rồi này. Biết ngay mà cầu tam giác, kể cả tam giác thôi anh em ạ. Nó vẫn còn bệt, nó phá cách đi mà anh em. Trời này càng phết đấy nhỉ anh em nhỉ. Lên 7.752.000 rồi. Làm tay nữa. Làm tay nữa. Thôi tay này nó xỉu đi. Đi nhẹ tầm là 700k thôi. 752k thôi. Còn để lại 7M. Ai... biết ngay mà con xỉu, mà con xỉu mà lấy đâu giật tài anh em. Thế là một quá ấm rồi anh em ạ. 7 à, 7 trước bệt à, 7 sau bẻ đi. 7 trước bệt, 7 sau bẻ đi. Và câu này thì mình sẽ đi với khoảng tầm là 482k đi anh em ạ. 482k đi. Còn để lại 8M anh em nhá. Chốt lên số 8M anh em nhá. Không được là dừng anh em ạ. Thế là mình chi linh rồi. Tài biết ngay mà tài mà 7 trước mà bệt thì 7 sau bẻ là chuyện bình thường. Bây giờ cầu này 13 ra 8 này. Bây giờ cầu này 13 ra 8 này. Làm nốt 900k anh em nhé. Làm nốt 900k. Không được nữa là nghỉ anh em nhé. Được là cũng nghỉ anh em nhé. Trời, vậy nó mới cuốn anh em ạ.
Ok, nốt 4K còn lại này. Còn để lại 8M này. Lên, 13 ra 8. Nào. Ôi giời ơi, 13 nó dạy ra 13 anh em ạ. Đắng lòng thật anh em ơi. Thôi nhá, mình không chơi. Cầu này mình không chơi anh em ạ. Thôi, nhẹ nhàng tình cảm này mình chốt lời cho anh em 8 triệu. Mình sẽ rút ra khoảng tầm với 2 triệu anh em ạ. Thế là binh chi linh rồi. Ok anh em. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều thêm anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.